Trong bối cảnh các nguồn năng lượng hóa thạch nội địa đang cạn kiệt, các nguồn thủy điện đã được khai thác hầu hết, việc phát triển năng lượng tái tạo ở Việt Nam là xu thế tất yếu nhằm đa dạng hóa nguồn cung năng lượng, đảm bảo an ninh năng lượng, giảm phụ thuộc vào than nhập khẩu và bảo vệ môi trường. Tại Hà Nội, Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo Bộ Công Thương phối hợp với Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ USAID tổ chức hội thảo phương pháp xác định cơ cấu nguồn năng lượng tái tạo phù hợp trong quy hoạch phát triển điện lực quốc gia. Đây là hoạt động trong khuôn khổ của dự án chương trình năng lượng phát thải thấp sử dụng ODA không hoàn lại của Hoa Kỳ để thực hiện nghiên cứu về khả năng tích hợp các nguồn năng lượng tái tạo vào hệ thống điện Việt Nam trong quy hoạch phát triển điện lực quốc gia. Tại hội thảo, các chuyên gia đã chia sẻ về các yêu cầu cũng như thách thức đặt ra trong xây dựng tổng sơ đồ phát triển hệ thống điện giai đoạn 8 và phương pháp xác định cơ cấu nguồn năng lượng tái tạo phù hợp trong quy hoạch phát triển điện lực quốc gia. Với sự tham gia của các chuyên gia nhiều kinh nghiệm, nhiều ý kiến đưa ra từ hội thảo sẽ giúp các đơn vị, các tổ chức liên quan định hình rõ những yêu cầu, thuận lợi, thách thức và các giải pháp hiệu quả trong việc xây dựng tổng sơ đồ điện 8 của Việt Nam.